Hôm nay là một cái cặp loa mà phải nói là karaoke nghe nhạc đều rất là hay và cũng đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Bao, đôi loa Bao 6.2 nha các bạn. Cặp này thì mình bán cũng nhiều rồi. Bây giờ mình tháo lưới ra nha. Cái dòng này á, thiết kế của nó nằm ngang, mà chúng ta để đứng cũng được. Thì cái logo của nó nằm ở chính ở dãy ngang này. Cái lưới của nó, cặp này thì chúng ta đẩy lưới lại nhìn nó đẹp hơn. Một loa bass 20 và hai cái loa treble. Lỗ thông hơi nằm ở phía trước nha. Loa 6.2 thì nó có phân biệt trái phải, là cái series mà kế tiếp của dòng 4.2 series 2. Thì 6.2 thì được đánh giá là công suất lực hơn và tiếng nhạc nó khỏe hơn so với 4.2 series 2. Cặp loa này thì nó có trợ kháng là 4 ohm, công suất là 150W mỗi loa và được lắp ráp tại Mỹ nha các bạn, hàng Mỹ nói. Cái thiết kế mà này rất là độc đáo này. Nó bắt nguồn từ dòng 4.2 thì nó có cái thiết kế một cái loa treble ở trên. Thì lên đến 6.2 thì hai loa treble. 8.2 thì cũng vậy nhưng mà bass 25. Và sau đó là 10.2 thì nó là cũng y như vậy nhưng mà thêm một cái bass 20 nữa. Thì cái cặp này thì giá rất là hợp lý luôn. Chỉ 9 triệu 200 ngàn thôi nha các bạn. 9 triệu 200 ngàn. Rất là đẹp. Series liền kề. À, chúng ta quan tâm đến cái số này này. Số này nó giống nhau nha. Là cùng một cặp. Còn số này là số series no. Các bạn lưu ý là nó sẽ có trái phải. Left là nó ghi bass 1 và right là nó ghi bass 2 nha. Đó. Chỗ gắn ghi loa. Tí nữa mình sẽ gắn loa vào để test nhạc các bạn. Đây các bạn thấy là 18917. Thì bên kia cũng vậy nha. Đó, đây cũng là 18917. Còn số Serino thì nó chỉ giống hai ba số đầu thôi. Rồi. Giá 9 triệu 2. Giờ mình test nhạc nha. Đôi loa này thì chúng ta có thể nghe nhạc vàng, nhạc đen, các thể loại nhạc mạnh đều được. Hát karaoke cũng rất là tốt luôn. Các bạn nào có nhu cầu nhạc chất lượng cao thì liên hệ mình. Bên mình có bán USB và ổ cứng chép sẵn nhạc chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB, 800 ngàn. Còn một cái ổ cứng sẽ là 1.000 GB, giá 2 triệu nha. Một vòng trăng vỡ đã thôi khóc.
còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Còn chi đâu.